Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lượng nước này đã phá hủy một kho đạn dược và trạm chỉ huy quan sát của Ukraina. Cụ thể, quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraina ở các khu vực kubiansk, Krasny Liman, phía nam Donetsk và các hướng khác. Các lượng Nga cũng phá hủy một kho đạn dược của Ukraina ở Dobrobetrovsk, đồng thời tấn công một nhóm trinh sát của Ukraina ở Kerasin, cùng sở chỉ huy và điểm quan sát của hai lữ đoàn Ukraina ở Donetsk và Raporizhia. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trong 24 giờ qua, các lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công theo hướng Melitopol và Bakhmut, nhắm vào các địa điểm tập trung binh sĩ và thiết bị quân sự, cũng như hệ thống phòng không của Nga, đồng thời bắn hạ một máy bay Su-25 và bốn máy bay không người lái của Nga.